Chào các bé, khám phá khoa học là điều hấp dẫn với mỗi chúng ta đúng không nào? Nhờ khám phá khoa học mà chúng ta hiểu được các hiện tượng trong tự nhiên. Và hôm nay chúng mình sẽ được khám phá một hiện tượng khoa học về nước, đó chính là nguyên tắc bình nước thông nhau. Và để hiểu rõ hơn về nguyên tắc này, chúng ta sẽ làm thí nghiệm với các nguyên liệu sau. Cô Dung đã chuẩn bị 2 cốc để đựng nước, 1 chai nước và một cái vòi. Chúng mình cùng quan sát cô Dung làm thí nghiệm này nhé. Trước tiên, cô sẽ đổ nước từ chai vào một cốc. Chúng ta sẽ đổ đầy để quan sát cho rõ. Sau đó cô sẽ đong đầy nước của cái vòi này. Tiếp theo chúng mình quan sát này, cô Dung sẽ để hai cái đầu vòi này vào hai miệng cốc. Chúng ta quan sát thấy nước đang chảy từ cốc đầy sang cốc bên cạnh. Chúng mình quan sát nước ở hai cốc này bây giờ đã bằng nhau đúng không nào? Tại sao nước lại chảy được từ cốc đầy sang cốc bên cạnh? Là do hai cốc được nối với nhau bằng một ống hút đã chứa đầy nước. Và theo định luật về các ống thông nhau, các bề mặt của một chất lỏng đồng nhất sẽ cao bằng nhau. Và vì vậy mà nước chảy từ cốc đầy sang cốc bên cạnh cho tới khi bề mặt nước ở hai cốc bằng nhau. Chúng mình quan sát. Còn khi cô vẩy hết nước ở trong vòi này đi, tức là trong vòi này chỉ còn không khí, và cô đặt hai đầu vòi này vào hai miệng cốc, nước không chảy được từ cốc đầy sang cốc bên cạnh là bởi vì khoảng cách giữa hai cốc này bây giờ chính là không khí, tức là hai cốc này không thông nhau cho nên nó không thể chảy nước từ cốc đầy sang cốc bên cạnh được. Cô biết là các bé còn thích quan sát rất nhiều thí nghiệm khác nữa. Lần sau cô sẽ cho các bé quan sát các thí nghiệm về các hiện tượng khác trong tự nhiên nhé. Cô chào và hẹn gặp lại các bé.